Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Chương trình. Và thưa quý vị, xin được cập nhật về cái vụ án mà một gia đình bốn người đó, trong đó có một người là anh em họ đã bị bắt cóc. Thì vào ngày hôm qua, các giới chức ở tại quận Mers họ đã chính thức tuyên bố là thi thể của cả bốn người luôn đã được tìm thấy, coi như là cái hy vọng mà tìm thấy họ sống sót đã không còn nữa, thưa quý vị. Thì phía cảnh sát cho biết là 5 giờ rưỡi chiều ngày hôm qua đó, một người làm nông trại đã phát hiện thấy lúc ông này chắc ổng đang đi ở trong một cái vườn trái cây đó, chắc ổng đang đi vừa mới đi làm ra, thì ổng phát hiện được thi thể của bé gái 8 tháng đó. Thì ổng hết hồn, ổng mới đi lại gần, thì cũng cách đó không có xa lắm, ổng phát hiện thêm thi thể của ba người lớn nữa là cha mẹ của bé gái và cái người chú hay là bác đó. Và ngay lập tức ông này ông gọi cảnh sát, thì cảnh sát lúc đó đến và xác nhận đây là cái gia đình của ông Amandi Singh, hai anh em và cô vợ là Justin đó, thưa quý vị, và bé gái là Ruhi Dari 8 tháng. Thì bây giờ đó, sau khi mà có hết những cái bằng chứng cũng như là cảnh sát họ lấy được cái đoạn video ngay trước cái công ty mà cho thuê xe truck của cái gia đình này đó, thì bây giờ cảnh sát họ cũng đã có được một cái bức tranh khá là hoàn chỉnh về cái câu chuyện này. Đó là vào 8 giờ rưỡi sáng ngày thứ hai, như quý vị thấy là đầu tiên là ông Jack Gibson là cái người cha của bé gái 8 tháng đó, đến cái cơ sở thương mại của gia đình. Có lẽ là hai anh em này họ hùng tiền với nhau mở cái cơ sở thương mại này. Thì 8 giờ rưỡi sáng ông là người đến đầu tiên, rồi sau đó chỉ có khoảng 5 phút sau thôi là ông Amandip, là ông cousin đó, đi vào chắc một ngày làm việc. Thì bắt đầu tự dưng khoảng trước 9 giờ sáng đó, video cho thấy là ông Justin ổng đi ra ngoài và ổng nói chuyện giống như là chạm trán với lại cái tay súng hệ suốt này, thưa quý vị. Trong video thì thấy được là y cầm một cái bao rác, nhưng mà hai người đứng nói chuyện chắc là cãi lộn với nhau, nhưng mà video không có audio cho nên cảnh sát không có nghe được. Và ngay lập tức thì y rút ra cái khẩu súng và chĩa súng vào người của ông Justin. Thì ông giơ hai tay lên và cả hai đi ngược lại trong cái business, và sau đó đi trở ra là y dùng súng uy hiếp hai cái người đàn ông này đó, và đã trói tay của hai người và bắt leo vào trong cái xe truck của ông Amandip. Thì video cho thấy là cái xe truck đã lái đi rồi, nhưng mà chỉ 6 phút sau thôi thì cái xe truck lại quay ngược trở lại, và tay súng đó y đi vào trong cái business trở lại. Và khi mà quay trở ra đó, thì đây là hình ảnh như quý vị thấy, y dùng súng uy hiếp cô vợ Jaslyn ẵm bé gái 8 tháng. Thì có thể là lúc ban đầu đó cô này cổ trốn, hay là y lúc đầu nghĩ là y sẽ không đem cái người phụ nữ với bé gái hay sao đó, nhưng mà sau khi lái xe đi thì chắc y lại đổi ý và quay ngược trở lại bắt luôn cô vợ và bé gái. Và bây giờ phía cảnh sát họ cho biết là
cả bốn nạn nhân đó đã bị bắn trước khi mà gia đình phát hiện và báo cảnh sát là họ mất tích thưa quý vị. Cho nên mới không có cái chuyện là tay súng liên lạc với gia đình rồi đòi tiền chuộc vân vân. Thì nhưng mà đến bây giờ cảnh sát nói là họ cũng chưa có nhận được cái lời khai là cái nguyên nhân vì sao mà y bắt cóc cả gia đình mà giết họ một cách tàn nhẫn như vậy. Và trong lúc mà y đang bị truy nã đó thì cảnh sát chỉ có bắt được y là lúc mà y dùng một cái thẻ ATM của một trong các nạn nhân ở tại thành phố Atwater, ở một cái cây ATM. Mà cái cây ATM này đó thì chỉ cách cái hiện trường mà y bắt cóc bốn người này đó có 9 dặm thôi thưa quý vị. Chắc đang hết tiền, muốn kiếm tiền rồi bỏ trốn hay là sao đó, thì cảnh sát ụp đến. Và như cảnh sát nói, khi mà đến chuẩn bị bắt đó là y đã cố gắng tự sát nhưng mà không thành, cảnh sát đã bắt sống được y. Chúng tôi nghe cái bản tin này, ai cũng cầu mong là họ sẽ tìm thấy nhốt cả bốn người ở căn nhà nào đó. Nhưng mà thực ra ngày hôm qua chúng tôi thấy là trong những cái vụ này có thể là cả bốn đã có thể là bị giết. Và quả nhiên như thế, cảnh sát trong cuộc họp báo vào tối hôm qua họ nói họ sẽ tiếp tục mà tìm kiếm động lực. Bởi vì bây giờ đó, cái tên Jesus Salgado này, Jesus Salgado, tin nói rằng hắn nói chuyện với cảnh sát nhưng mà vẫn không khai là tại sao hắn giết. Thì hắn chắc có lẽ là biết rồi mình cũng tù chung thân, tử hình hay chuyện gì đó. California thì không có án tử hình nhưng mà chung thân rồi thôi, coi như tàn đời rồi. Cho nên hắn tự tử nhưng mà không chết, quay đầu súng bắn mà không chết. Cho nên lúc mà cảnh sát tìm thấy hắn là phải đưa hắn vào trong bệnh viện để chữa trị vết thương cho hắn nữa. Và cho đến khi cảnh sát nhận được tin báo từ một người họ đi vào trong một cái vùng hẻo lánh lắm thưa quý vị, thì cái người đó mới thấy xác của bốn người này, mới báo cảnh sát. Thì mới tìm thấy theo cái kiểu mà hành quyết đó, bắn vào ót đó. Đáng thương, mà cái khổ đây đó cũng không, hắn chỉ lấy cái ATM là kẹt lắm à. Còn không có đòi tiền chuộc, không có lấy. Và gia đình, thưa quý vị, gia đình nạn nhân là người Ấn Độ, hai anh em là họ Sinh, gốc Ấn Độ. Còn cái này là tên Mễ hoặc là người Nam Mỹ, Jesus Salgado. Cho nên không biết có mối liên hệ gì. Và người ta cũng, nếu mà có đó, thì cảnh sát ít nhất là ngày hôm qua họ cũng nói là trong cái cuộc điều tra thì họ thấy có thể là có mối làm ăn hay cái gì rồi. Nhưng mà trong quá khứ cái tên Jesus này cũng đã từng liên can tới một vụ bắt cóc trong quá khứ, và có thể bị tâm thần chăng, không loại bỏ trường hợp đó. Mà để đi câu hỏi mà tất cả mọi người để ra, tại sao lại chết một cách kinh hoàng như vậy, thưa quý vị. Từ sáng sớm, trong cái tường trình họ nói mới đầu đến á, là hắn chỉ muốn bắt hai anh em thôi. Cho nên chúng ta thấy hình ảnh là hắn còng tay của hai anh em cousin với nhau. Nhưng mà sau đó hắn quay trở lại và bắt luôn người mẹ với đứa bé. Mà bình thường đó là nếu mà giết hai người đàn ông để cho người phụ nữ và đứa bé sống sót. Trong trường hợp này nó giết luôn thưa quý vị. Qua bản tin liên quan tới Ukraine, đây là bức ảnh trong một đoạn video cho thấy một chiếc xe tăng loại nhỏ, trên cái cây súng đó thì treo cái cờ trắng, tức là đầu hàng. Chúng tôi xem được đoạn video này. Và như chúng tôi đã thưa đó, chưa khi nào một cái cuộc chiến mà chúng ta thấy cận ảnh đến như thế. Tức là lúc mà sáp lá cà, ngày nay đó, nhờ những cái máy quay trên người, cho nên những binh sĩ Ukraine đó, và kể cả Nga nữa, họ cũng quay. Phía Nga cũng cầm máy điện thoại quay. Phía Ukraine thì tối tân hơn, trên mũ, trên người body camera là đeo, để quay trực tiếp những cái hình ảnh chiến trường. Và chưa khi nào mà chúng ta thấy những cái cảnh mà ngay lập tức được gửi về từ chiến trường, từ những quân nhân Ukraine. Và trong số này đây là bức ảnh nổi tiếng trong 24 giờ vừa qua. Lý do trước đó chúng ta nghe thấy là quân Nga bỏ chạy tán loạn, bởi vì nếu không thưa quý vị, trong vòng 24 giờ tới đó, có thể hơn 2 sư đoàn Nga, 25.000 binh sĩ Nga sẽ bị bắt làm tù binh. Mà nếu như vậy đó,
nó trở thành một cái vụ bắt giữ tù binh lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Chưa khi nào một bên mà tù binh bị bắt tới 25.000 mạng. Mà có thể sẽ là 5.000, 10.000 cũng là cái con số trong vòng một ngày mà có khả năng quân Nga sẽ phải đầu hàng. Bởi vì nếu họ không đầu hàng là họ sẽ chết hàng loạt. Chúng tôi tiếp tục với bản tin này từ Kherson, Ukraine. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.